Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine, có nghĩa là bàn cờ quân sự trên thế giới. Có lẽ trong ngày hôm nay đó là một trong ngày trọng đại quan trọng vì nó diễn ra cùng lúc hai thông điệp. Thông điệp thứ nhất là đến từ ngài Putin, sẽ có một bài phát biểu ở tại liên bang, và bài phát biểu này như phía Ukraine đưa ra ấy, là chú trọng chính cho chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra tại Ukraine. Và cũng trong ngày hôm nay thì Tổng thống Biden có tới thăm đó là Ba Lan. Vậy thì đây có thể nói là một bước ngoặt rất lớn về bàn cờ quân sự trên thế giới. Còn đối với xung đột ở tại Ukraine, có lẽ tất cả mọi thứ đều được nhìn. Dù báo chí Ukraine và tập thể phương Tây có đưa ra những thông tin bất lợi cho lực lượng vũ trang của Nga, đưa ra những thông tin bất lợi cho Điện Kremlin đến đâu đi chăng nữa, thì chiến dịch cũng đã tròn một năm. Chiến dịch đã tròn một năm. Và kết quả ở trên chiến trường là minh chứng cho thông tin thiết thực. Quân đội Liên bang Nga vẫn đang kiểm soát một vùng đất rộng lớn và vẫn trưng cầu ý dân thành công. Đây là những điều mà Nga làm được, tập thể phương Tây chưa bao giờ làm được với cái chủ nghĩa ăn cướp. Bản thân Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine khi mà không có chính nghĩa, không được người dân ủng hộ, không bao giờ kiểm soát được vùng đất đai rộng lớn như hiện tại, không thể nào kiểm soát được, đó là điều chắc chắn. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến tranh tiêu hao nó diễn ra gần một năm, thì chủ nghĩa ăn cướp phương Tây cũng đang phải đối diện với một trận đánh lớn có thể diễn ra trong mùa xuân hoặc là trong một vài ngày tới. Trong khi tập thể phương Tây cũng mới chỉ có hô hào là tăng cường dồn đạn pháo cùng lá chắn phòng không vào cho Ukraine, và đến ngày hôm nay chúng ta mới biết là tập thể phương Tây thực tế đã chuyển giao vào Ukraine về lá chắn phòng không là hơn 1.000 tổ hợp, anh chị ạ. Kể từ tháng 12 năm 2021 cho đến bây giờ là hơn 1.000 tổ hợp phòng không. Và kết quả tất cả những tổ hợp phòng không của phương Tây đưa vào trong Ukraine nó cũng không đỡ được trước các hỏa lực của Nga. Còn lại 3 chi ót thì không biết thế nào, chưa rõ. Nhưng với một số lượng mỏng 3 chi ót, nó cũng không thể giải quyết được tình thế trên chiến trường. Nó không thể giải quyết được. Đây chính là những cái khó khăn của tập thể phương Tây giải quyết cái bài toán hậu cần. Không có lá chắn phòng không thì làm sao giải quyết hậu cần? Nga Ukraine là sông núi liền nhau, mảnh đất Ukraine, địa lý Ukraine không xa lạ đối với Liên bang Nga, hoàn toàn không xa lạ. Chiến tranh tiêu hao vẫn đang tiếp diễn, Nga vẫn đang dồn hỏa lực và tập kích dồn dập vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine cũng như là ở miền đông. Trong ngày 20 tháng 2, trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine lại phát báo động không kích trên toàn bộ lãnh thổ. Nga điều vũ khí hạng nặng dồn dập tấn công các vùng lãnh thổ của Ukraine. Chúng ta biết là cả một cái khu vực cho lực lượng để triển khai UAV thì Nga cũng đã phá hủy. Nhiều kho đạn dược của Ukraine ở tại miền đông cũng bị phá hủy trong ngày qua. Quân đội Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành nhiều vụ tập kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ của nước này. Trong thông báo được đưa ra thì Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng vũ khí hạng nặng vào các mục tiêu của nước này. Theo đó thì chỉ trong vòng một ngày thì quân đội Nga đã tiến hành 9 vụ tập kích tên lửa, 11 vụ không kích cùng 20 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt. Nhà chức trách Ukraine xác nhận là các vụ tấn công này xảy ra chủ yếu tại các khu vực Kuryang và Liman, Bakhmut và một số khu vực khác ở khu vực miền đông. Thương vong về người, thiệt hại về tài sản đã được ghi nhận sau các vụ tập kích trên lãnh thổ của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu của các lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo người dân về nguy cơ các cuộc tập kích với quy mô tương tự có thể được Nga tiến hành trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi người dân đề cao đó là cảnh giác.
Đáp lại thì quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều đợt phản công gây ra một số thiệt hại cho Nga. Trong ngày qua thì không quân Ukraine đã tiến hành hơn 20 vụ tập kích nhằm vào các điểm tập trung của quân và quân đội Nga, 7 vụ tập kích nhằm vào các tổ hợp, đó là phòng không, cùng với đó là 2 vụ tập kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương, thông báo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết việc này. Theo như thông điệp mà bản thân phương Tây chia sẻ ấy, thì rõ ràng là khả năng tác chiến của quân đội Liên bang Nga rất kém. Vũ trang của Liên bang Nga cũng rất kém. Nhưng có một sự thật hơi cay đắng là trong các loại vũ khí mà Nga đang sử dụng ở trong Ukraine thì các đối tác trên thế giới đang rất quan tâm đến khí tài của Nga chứ không phải quan tâm đến khí tài của phương Tây đưa vào cho Ukraine, như là tổ hợp HIMARS hay là Patriot, LASAM gì đấy. Thì các đối tác của phần còn lại thế giới lại quan tâm tới khí tài của Ukraine, của Liên bang Nga chứ không phải là của Ukraine đang sử dụng phương Tây. Đủ để biết là có hiệu quả trong chiến dịch hay không, nó dựa vào kết quả đấy chứ nó không phải dựa vào thông cáo báo chí. Còn Tổng thống Nga thì ưu tiên chiến dịch quân sự đặc biệt trong thông điệp liên bang, tức là bài phát biểu trong ngày hôm nay đấy. Theo các đại biểu của các phái đảng của Duma Quốc gia Hạ viện Nga ấy, chủ đề về chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ là trọng tâm trong thông điệp của Tổng thống Putin trước Quốc hội liên bang trong ngày hôm nay. Đây là một trong thông điệp mà phương Tây đang rất chờ đợi. Chưa biết là điều gì sẽ diễn ra tiếp theo trong ngày tháng tới để phương Tây có đối sách đối phó với Nga. Nhưng cái đối sách của phương Tây bây giờ chỉ có vượt qua làn danh đỏ thôi. Các nghị sĩ cũng mong muốn được nghe nhà lãnh đạo Nga trình bày những định hướng chính trong bài phát biểu kinh tế của đất nước, đảm bảo năng lực quốc phòng an ninh cũng như là các biện pháp an sinh xã hội đối với công dân của Nga. Phó chủ tịch phái đảng nước Nga thống nhất trong Duma quốc gia nhấn mạnh rằng là bây giờ đất nước đang ở một giai đoạn lịch sử rất quan trọng trong quá trình phát triển của mình, và tất nhiên mọi người ta sẽ mong đợi tổng thống đặc biệt chú ý đến, đó là chủ đề chính của năm nay, chiến dịch quân sự đặc biệt. Vậy là đất nước Nga đang đồng lòng xung quanh ngài Putin để đập tan mọi kế hoạch bành trướng của phương Tây. Theo ý kiến của ông thì thông điệp của Tổng thống Putin có thể đề cập đến cách thức chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra này, những biện pháp cần thiết để hỗ trợ những người tham gia, cũng như là phát triển nền kinh tế và công nghiệp. Ngoài ra thì ông hy vọng rằng là Tổng thống cũng sẽ nói về nội dung liên quan đến các biện pháp chống trừng phạt, đảm bảo khả năng phòng thủ và an ninh quốc gia, cũng như là các biện pháp đó là hỗ trợ xã hội. Phó Chủ tịch Phái đảng Dân chủ Tự do của Nga, Duma Quốc gia ấy, lưu ý là mọi thứ ở Nga hiện đều phụ thuộc vào việc đạt được các mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt. Do đó điều chính được mong đợi từ Tổng thống là truyền cảm hứng cho đất nước và quân đội, đồng thời chủ đề nóng bỏng nhất của mọi thông điệp cũng là chính sách của xã hội. Chủ tịch Phái đảng nước Nga Công bằng vì sự thật thì cũng kỳ vọng rằng Tổng thống Putin sẽ tập trung vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Lãnh đạo đảng Những con người mới, phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Duma Quốc gia Nga ấy, về chính sách kinh tế tin rằng là một phần thông điệp của Tổng thống Putin sẽ được dành cho vấn đề hỗ trợ các khu vực mới và sự sáp nhập của Liên bang Nga. Trong diễn biến liên quan thì thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov trả lời trên kênh truyền hình nhấn mạnh là toàn bộ cuộc sống ở Nga hiện giờ ấy, là xoay quanh chủ đề chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo cách này hay là cách khác thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của đất nước, ảnh hưởng đến cuộc sống trên thế giới. Vì vậy mọi người đều mong đợi Tổng thống dành nhiều chú ý đến việc này. Vậy là trong bài phát biểu liên bang của Tổng thống Putin sẽ tập trung chính vào chiến dịch quân sự đặc biệt và vấn đề đối ngoại cũng như an sinh xã hội trong nước. Đây có thể là những cái quyết định mới để chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt. Một nước cờ táo bạo hơn trước đây. Có thể là táo bạo hơn trước đây. Còn tập thể phương Tây trong thời điểm hiện tại
đương nhiên thì chưa sẵn sàng cho những cái việc hỗ trợ cho Ukraine một cách đó là táo bạo nhất, vì vẫn phải chờ đợi xem là phía Điện Kremlin sẽ có những hành động như thế nào, sẽ có hành động như thế nào. Chúng ta biết là trong những ngày vừa qua thì ở khu vực Đông Bắc Á cũng rất là nóng, khi mà Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo, à, một tên lửa đạn đạo và một tên lửa liên lục địa, đó là ICBM, và đều có một tên lửa thì có tầm bắn vươn tới, đó là Washington. Phía Mỹ thì cũng chỉ kêu gọi tập trận răn đe và đe dọa thôi, nhưng mà rõ ràng răn đe Triều Tiên là việc dư thừa, bởi vì toàn bộ đồng minh châu Âu của Mỹ cũng như phần còn lại thế giới, người ta đang nhìn vào xung đột tại Ukraine là Mỹ cùng đồng minh đã giúp ích được gì cho Ukraine hay chưa, thì rõ ràng là chưa giúp ích được. Trên chiến tuyến ở tại Ukraine ấy, thì Nga đã có nhiều tuyến phòng thủ và chuẩn bị cho một trận đánh lớn, nhưng trận đánh lớn có diễn ra sau bài phát biểu của ngài Putin hay không, hay là vào mùa xuân vào thời điểm nào cụ thể thì toàn bộ tình báo phương Tây cũng không biết chính xác. Người ta chỉ biết là Nga đang chuẩn bị cho một trận đánh rất lớn, và trước khi cho trận đánh rất lớn thì chắc chắn Nga phải tiêu hao phần lớn sinh lực của địch và khí tài của đối phương, lúc đó quyết định, và sẽ quyết định trước khi xe tăng chiến đấu hạng nặng của phương Tây đi vào trong Ukraine, sẽ quyết định trước lúc đó, vì đó là cái thời điểm mà Nga sẽ đánh chặn toàn bộ cửa phía Tây để chuyển giao khí tài cho Ukraine. Khi mà gián đoạn về việc chuyển giao khí tài, đó là một khó khăn vô cùng lớn, đó là một khó khăn vô cùng lớn mà phương Tây muốn hỗ trợ hậu cần cho Ukraine ra ngoài chiến trường. Một khoảng cách dài hàng ngàn cây số mà không vận chuyển được bằng tàu hỏa thì đó là một sự khó khăn rất lớn đối với phương Tây trong việc viện trợ cho Ukraine trên chiến trường. Mà bản thân ông Zelensky đã thừa nhận là không thể chiến đấu để phải trả bằng mọi giá giữ Bakhmut rồi. Một thông điệp gửi cho phương Tây một cách rõ ràng cụ thể: khi mà phương Tây chậm trễ viện trợ, có nghĩa là xung đột ở tại Ukraine sẽ được định đoạt bởi lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Và các nhà quan sát cũng như là chuyên gia quân sự địa chính trị ở phương Tây cũng nhận định, cũng như chuyên gia quân sự ấy, nhận định bước ngoặt tốt nhất dành cho Ukraine là con đường đàm phán, chứ không phải là con đường đối đầu trên chiến trường. Và chính ông Lincoln cũng như là các quan chức của châu Âu cũng phải thừa nhận không thể giải quyết vấn đề xung đột tại Ukraine ở trên chiến trường được, mà phải thông qua đàm phán hòa bình. Nhưng ông Zelensky thì vâng lệnh của Nhà Trắng thì nói rằng việc này là vô ích, phí thời gian, như là bản thân ông Zelensky đã có lời chỉ trích Tổng thống Pháp, là Tổng thống Pháp đang lãng phí thời gian cho cái ý tưởng về đàm phán hòa bình. Nhưng bất kỳ một cuộc xung đột nào cũng sẽ phải kết thúc bằng đàm phán. Nhưng phía Nga đưa những thông điệp rất cứng rắn: một là tiến trình đàm phán và đạt được tất cả mọi thỏa thuận do Nga đưa ra; hai là quân đội của Nga sẽ định đoạt cho việc này ở trên chiến trường. Còn bản thân tập thể phương Tây đâu giúp ích gì hơn đâu cho đến tận ngày hôm nay. Cho nên tình hình ở tại Đông Âu ngày càng cam go và khó khăn, và chiến dịch còn kéo dài thì chính châu Âu sẽ bị phá hoại. Chính châu Âu bị phá hoại. Thì đây là những gì mà Vũ Quang muốn cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị cho bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.